Em Cường đồ bán cho cô bác chị nha. Hôm nay ngày 22 tháng 1 2024 nhé. Lên cho cô bác anh chị được một số mã hàng nhé. Thức cặp này, túi phay này, túi khoan, túi quay, cắn điện, đầu doa nhé, chip điện, túi phay mới, đài phay. Cô bác anh chị mua hàng có thể liên hệ qua số điện thoại 0909 479 154 nha. Nhắn tin gọi điện đều được nha cô bác anh chị. Nhắn tin Zalo, gọi điện Zalo đều được nha cô bác anh chị. Giá trên đây là bao gồm, chưa bao gồm phí ship, phí vận chuyển nha cô bác anh chị. Cô bác anh chị mua hàng thì cộng thêm phí ship, phí vận chuyển vào nhé. Cộng thêm phí ship, phí vận chuyển nha cô bác anh chị. Giờ em vô chi tiết từng mã hàng như các bác anh chị nhé. Em vô cái mã số 1 là cái mã đầu tiên này, một cái thức kẹp nhé, thức kẹp của Mitutoyo nha, có hộp đầy đủ nhé, hộp của Mitutoyo luôn nhé. Thức kẹp này là 100 150 nhé, hàng thì ok hết nhé, mỏ miết thì khít nhé, mỏ miết thì khít thịt nhé, không bị méo mó gì hết. Nói chung là cây này tương đối đẹp nhé, đẹp mỏ này, đó mỏ miết này. Đó tình trạng thế nào này thì em cũng nói như vậy hết rồi. Đó cây này thì còn là rất đẹp, tem còn nguyên nhé, tem còn nguyên nhé, tem còn nguyên hết nhé. Đây số mã, đây số nét rõ. Không chập loạn, không gì hết nhé, chuẩn hết nhé, không chập loạn, không nhảy điên loạn gì hết nhé. Đó. Giờ em test cái độ chuẩn của nó nhé. Cái này là cái block 7 ly nhé. Em test cái mỏ dưới này, đây, test cái mỏ nhỏ nhọn này. Đó, và theo chung sai trong nằm chung sai cho phép nhé. Cái thước cặp thì chung sai thường của nó là cộng trừ 0,02 nhé, 2% đó. Đó còn rất chuẩn nhé, lắc này này, lắc đi mà còn rất chuẩn này nhé, 7 ly này. Đó còn mỏ trên này, mỏ trên này chuẩn, chuẩn đét luôn nhé. Đó chuẩn đét luôn nhé, chuẩn đúng 7 ly luôn, mà lóc này 7 ly nhé. Giờ em test cái đo lỗ nhé, cái này là cái dinh 36 nhé. Đây, em test cái lỗ 36 nhé, em test phía ngoài này, đó em test chuẩn phía ngoài này, nó được 36 này, nằm trong xa cho phép này. Đó đây, có bác chuẩn theo đó, dùng xa cho phép rất chuẩn nhé, còn rất chuẩn này, trước này là còn dùng xa còn rất chuẩn nè. Cái này của bác đang đo có kinh nghiệm đo phải theo cái lực nhé, chứ phải mình kéo mạnh là chuẩn thôi nha cô bác anh chị, đúng lực đúng ấy thao tác thì nó mới chuẩn được. Đó còn rất chuẩn luôn đấy nha. Ngày 36 thước kẹp, thước kẹp 150 nha, hàng còn rất đẹp nhé. Đó còn rất đẹp luôn, mỏ miếc thì chít hết nhé, tem còn nguyên nha. Đây hộp nguyên zin. Đó tắt cây này là 1 triệu nhé, thước cặp 1 triệu nhé, vỏ mới nhé, vỏ còn rất đẹp luôn. Cái này 1 triệu nha các bác chị, mã số 1. Có cái mã số 2 nhé, cũng là một cây thước kẹp luôn, thước kẹp này là thước kẹp 200 Mitutoyo luôn, hàng nội địa Nhật nhé. Đây có hộp đầy đủ nhé, thước kẹp đồng hồ nhé, một vạch của nó là 0.05 nhé. Đây đó, một vạch của nó là 0.05. đây con kéo này nhé, không nhảy số, không loạn gì hết nhé. Đó khít khít rồi, về chuẩn nhé, rất êm ái, nhất hoạt động rất êm ái nhé. Đó đó, giờ em test nhé, cái này là 7 ly này,
nếu mà nó là 7 ly này, cái đây là đến đây là 5 ly này, đến đây là 6 ly này, 7 ly này đến số 2 nhé. Đó, đó, cô bác xem. Chuẩn zin luôn. Đó, chuẩn đúng 7 luôn nhé. Hàng còn rất chuẩn nhé. Đó, cô bác xem. Rất chuẩn nhé. Đó xem. Mỗi rất chuẩn nhé. Rất chuẩn luôn. Đó, còn rất chuẩn nhé. Đó. Chuẩn nha, kính hơi bị ố xíu thôi nhưng mà nhìn cũng không ảnh hưởng hết, nhìn còn rất rõ. Để em test cái mỏ đồ lỗ nha, cái đây cái mỏ đồ lỗ rất sắc bén luôn nha, không bị méo mó là cái gì hết. Cái này mà không bị cái ố này thì giá sẽ không có giá rẻ như này nha. Đây cái này là 36 này, có ba anh chị thấy không? Chuẩn đét luôn này. Đó, đó thấy không? 36 này. Đó, 36 này. Đó, chuẩn, rất chuẩn nhé, còn rất chuẩn nhé. Đó, một vạch của nó là 0.05 nhé. Cây này em đang bán là 900.000 nhé. Cây thiết cặp 200 nhé, đồng hồ còn rất đẹp nhé. Cây này rất đẹp, không chê được điểm nào luôn, chỉ có món tội là bị ố cái mặt kính như thôi, nhưng còn ngoại quan thì rất đẹp, rất là đẹp luôn. Đó, có hộp bảo quản đầy đủ nhé. Cây này là 900.000 nhé, mã số 2. Để em qua cái mã số 3, hai mũi phay nhé. Hai mũi phay này là 3.2 nhé. Mũi số 1 là Phi 25 nhé. Phi 25 rất đẹp như mới nhé. Mẻ cắt của nó là 80 nhé. Đây, hàng như mới luôn. Để chỉ việc xài đây, không có về mài lại cái miếng gì đâu. Để cô bác chạy tinh còn được đấy, hàng như mới luôn mà. Rồi, một cây là P25 nhé. Cây này là 29.5 nhé. 29.5. Rồi, hàng rất đẹp luôn. Đè cắt 90 nhé. À, nếu mà mua hãng cái cây này giá hàng mới thì giá chấp. Như mới nha cô bác anh chị. Đó, phi 29.5 nhé. Đó, 29.5, hai cây này 320 tính ra một cây có 100 đồng, giá có 160.000 một cây, giá rất rẻ này. Mã số 3 là 320.000 nhé. Mã số 4 một cái tụ quay hàng êm ái nhé, tụ quay MT4 nhé, hàng êm ái nhé. À, thay đầu nhé. Hàng có thay đầu đây, ngoại quan này hơi xấu, nhân vỏ này hơi xấu. Mã số 4 này là 1.000.000 nhé. Mã số 4 này là 1.000.000 đó. Đợt này hôm nay mà em cái này em cũng đăng lâu rồi, đợt này mà không bán được em lưu kho luôn. Rồi đây, mã số 4 1.000.000, hàng êm ái, hoạt động êm ái nhé, trơn tru nhé, hàng Nhật nhé, có bị cả đây thôi. Đây đó, ngoại hình nó có như vậy đó, em cũng quay cụ thể này. Có nó xấu thì nói xấu, mà đẹp thì nói đẹp, chứ không có phải là cái sản phẩm mình mà xấu mình biết nói cho nó đẹp đẹp rồi cho các anh chị mua về nhận hàng thì bác cũng kiểm tra hàng mà mất công thì tiền ship đi tiền ship về, có sao mình nói vậy. Đó, cái này 1.000.000 nhé. Mã số 4, nói mã số 5 nhé. Mã số 5 là hai cái phay luôn, cái này 19-20 nhé, hàng còn như mới nhé, hàng như mới. Đó, giá thành này rất rẻ rồi. P20. Đó, cây P20. Cây này là 24.7, me cắt 90 nha, hàng quá thô nha. Đây chỉ xài thôi nhé, không cần phải mài miết gì đâu nha các bác anh chị. Đó, nó đã đẹp hết rồi. Giờ chỉ việc phay thôi. Cả máy là chạy. 24.7 nha. Rồi, hai cây này là 220.000 nhé, tính ra 101 một cây, đồng giá 101 một cây, 220.000. Mã số 5 nhé, mã số 5 là 220.000. Em qua cái mã số 6 là gồm có 2, 4, 6 cây khoan nhé. Khoan này dùng để nhấn âm đầu bu lông nhé, nhấn âm đầu bu lông ốc ấy.
bu lông loại bu lông xiết lục giác đó các bác anh chị. Đó. Con này là M8 M6 này, âm bu lông M6 này, chỉ cần khoan một lần thôi, thường thường là mình phải nhấn hai lần nhé, một mũi nhỏ một mũi to. Con này mình chỉ cần khoan một lần là sẽ nhấn được luôn. Này là M8 này. M8 này. Bu lông M8 này. Đó. Cây này là để em coi nè. Này 16 nhé. Cây này 16 luôn nhé. Hai cây 16. Cây này 16, cây này cũng 16 này. Đó. Cây này mà 10 nhé. Nhấn bu lông chìm bu lông mà 10. Đó. Hàng rất đẹp luôn. Cái này màu 12 nhé, đánh chìm bu lông màu 12. Đó. Đầu này này như nó 12 ly rưỡi, 13 ly gì đó. Cái này là đầu to của bu lông. Cái này là M16 nhé. M16 này côn số 3 nhé. Cái này còn côn số 2 nhé. Đầu 16. Bộ này là 500 ngàn nhé. Mã số 6. 500 ngàn. Cái này mình chỉ qua một lần thôi. Là mình nhấn được rồi. Không cần gắn thêm hai mũi nó phiền phức. Đó. Cho nó sản xuất. Đó. Mã này là 500 ngàn nhé, nhấn chìm bu lông, mua về rất tiện lợi, mình không cần phải mua thêm hai mũi khoan, thường thường là mình phải mua từ hai mũi khoan hoặc thêm một mũi phay để mình nhấn đó, thì cần mua hai mũi, còn cái loại này thì cần mua một mũi là có thể xài được rồi. Đó. Mã số 6 này là 500 ngàn nhé. Qua cái mã số 7 nhé, mớ mũi phay này là 200 ngàn nhé, 24 này. 200 ngàn, 6 này, 8 này, 10 này, 14 cây nha, 14 cây thay thép gió nha. Cây này là phi 5, phi 5 hoặc phi 4 gì đẹp đồ vậy. Phi 5 nhé, cây này phi 5. Còn cái này phi 7 nhé, phải cá thô. Này phi 8. Đó, tôi dáng quay cụ thể nét cho các bác coi chỉ coi nha. Phi này là phi 18. Này chỉ có phanh nhôm, nhựa hoặc gỗ thôi nha. Cái này là dán hợp kim nhé. Cái phay thép là không được nha các bác anh chị. À. Này 4 ly này, hàng phủ này. Còn rất đẹp. Này phi 10 hàng phủ này. Cái này thì nói chung tương đối thôi. Đẹp và mượt mà thì không có. Này phi 10 nhé, phi 10 để phải. Này phi 12 nhé, phi 12 hàng Nhật hết nha các bác anh chị. Phi 12 tổng là 14 cây. Cái này là dán hợp kim này, cái này có bị mẻ ở đây này. Này phay nhôm nhựa gỗ thôi nhé, phay thép không được nha các bác anh chị. Này phi 12 nhé. Cái này là phi 4 này. Phi 4 này phi 10, phi 10, này phi 10, này phi 10 nhé, còn mới đó, phi 10 luôn ạ, phi 10, này phi 10 cán 12 nhé, cái chiều nó hơi ồn nhưng có bác anh chị thông cảm nhé, của bác anh chị cố gắng lắng nghe giúp em nhé, thông cảm giúp em, này là một cái cán Nhật nhé. Cán Nhật nhé, 20-20 nhé, chip size 16, con này vừa chích, cái cán này này, cán này là vừa gắn chích rãnh này, chích rãnh này, chích phe này, đều được này, vừa có chip để chạy dàn đứng nhé, dàn đứng thì em không, dàn đứng thì em không có, dàn đứng em không có nhé, em chỉ có chip chạy chích rãnh này thôi, kèm 10 con chip, một cán kèm 10 con chip là 400 ngàn, con này chỉ có chích rãnh thôi nhé. Còn chip chạy dân đứng thì em có, không có, nó vừa chạy chip chẳng vừa chạy dân đứng, có chip thì sẽ chạy được dân đứng nhé. Con này là 1,5 ly, còn 10 con chip này, thêm 10 con chip này như này, cán 20 kèm 10 con chip này, con này là 0.7 này, 0.75, 0.7, 0.75 này. Con này 0.9 này. Con này 0.5 này.
con này 0.7 này, mình cắt sai như vậy đó, 0.7 luôn. Dùng để mình chỉ phe chứ phiết gì đó, cái này 1 ly đó, 10 con này nhé, một cái bộ này 10 con là 400.000 nhé, cán Nhật nhé, cán Nhật cán 20 kèm 10 con chip rớt nhé, 10 con chip rớt là 800.000, à 400.000, mã số 8. Mã số 9 là một cái cán Sumi Tomo nhé, đẹp chống dung, chip P11, cán 16 dài 200, kèm 4 hộp chip mới nhé, 4 hộp chip mới này, bộ này là 800.000 nhé, 800.000, đó, đẹp chống dung. Cán phim 16 nhé, phải để nó hơi bị ố, hơi bị ấy đây nhé, nhưng mà không ảnh hưởng gì hết nhé. À, cán thì mới chơi xài nhưng mà phải để bị ố đó. Đó, mã số 9 này là 4 hộp chip mới nhé, 4 hộp chip mới này là 800.000, mã số 9. Mã số 9 này là 800.000 nhé. Mã số 10 này là một hộp chip D07 nhé, kèm một cái cán D07 nhé, cán phim 12 dài 150, đẹp chống dung của Sumitomo, kèm hai hộp chip mới nhé, hai hộp chip mới đây, chạy thép inox titan đều được luôn. À, bộ này là 700.000 một hai hộp chip mới, một cái cán Sumitomo cán 12 nhé, chip D07 này là 700.000, mã số 10. Mã số 11, một hộp chip mới kèm một cái cán 10 ly nhé, của Sumitomo luôn nhé, nẹp chống dung luôn này, nó có nẹp chống dung này, thiết kế nẹp chống dung, cán này là phi 10 nhé, kèm một hộp nhé, một hộp chip mới chuyên chạy thép. À, bộ mã 11 này là 500.000 nhé, mã 11 500.000, một hộp chip mới nhé, đó, kèm một cán phi 10, 500.000 nhé. Có cái mã số 12 mà cái đài phay nhé, đài phay này 1.9 nhé, 1.9, đài 125 nhé, đài này thì rất đẹp rồi, đài 125, đài này rất đẹp rồi, gắn NT40 nhé. NT40 nhé, đài phay 125 nhé, của tung cái loại này, kèm 10 con chip theo nhé, 1.9 nhé, chip kèm theo đây, nó có từ 2 đến 3 góc đẹp nhé, nó có 4 góc thì nó chỉ còn 2 đến 3 góc thôi. Đó, 10 con chip như này, cộng một cái đài là 1.9 nhé, NT40, đài 125, 1.9, lấy thêm chip thì em vẫn có chip thêm nhé, 10.000 một viên. Em có cái mã số 13 nhé, cái đầu doa nhé, đầu doa, một cái đầu doa NT40 nhé, NT40, cán này là cán 18 nhé, này, em có hai loại, một loại là cán 12, một loại cán 18 nhé, lỗ này 18, nó có hai lỗ để gắn nhé, hai gắn ra, thì muốn lỗ to thì mình thay qua đây, mình thay dao mình gắn qua bên đây, là lỗ to. Cái này nó làm khoảng cách doa từ đây, hoạt động rất êm ái bình thường nhé, trung sai của nó một vạch của nó là 0.01 đó, này là 1.2, 2.2 nhé, 2.1, mã số 13, thì nới hai con ốc này ra là mình chỉnh cái này thôi đó, tức là nó làm được khoảng lỗ từ, ví dụ như mình có cán này, ví dụ đây cái cán này là cán nhỏ này, mình lắp vào đây, hoặc là mình làm một cái áo mình đút cán này vô, cái áo 18 này, cái lỗ này là 18 nha, mình làm lỗ này phía năm này, mình đút cái cán này vô, mình sẽ làm được cái lỗ nhỏ nhé, làm được cái lỗ nhỏ, ví dụ như cái này có móc lỗ 5 ly 6 ly đều được nhé, đó mình làm cái lỗ một cái phi tròn này, phi này là phi 18 này, một cái lỗ này là lỗ trăm phi 5 này, và mình sẽ doa lỗ nhỏ nhé, đó cái này cái 18 nhé. Có ba chị mua cái cán tiện này phi 20 á, mình về mình tiện đi, tiện thành 18, mình sẽ gắn vào đây, mình xài để móc lỗ nhé, đó cái này nó làm khoảng doa được từ phi nhỏ này, có cán nhỏ thì sẽ làm được lỗ nhỏ nhé, làm phi 10 đến 100
cán này 18 làm đến được phi 100 nhé. Em đo được khoảng cách nó tầm khoảng 100. Nó ra tăng chỉnh ra được khoảng tầm 100 nhé. Đó. 100. Đó, còn rất đẹp nhé. Đó. Cái cán này kèm theo luôn nhé, em tặng luôn. Nó dính theo cái đầu này em tặng cán này, cán Nhật zin luôn này. Đó. Cán Nhật zin luôn. Nó đi theo bộ vậy luôn ạ. Đó, cái này là cán NT40 nha. NT40 các bác chị, lỗ này là lỗ 18 nhé. Làm khoảng cách lỗ từ 5 ly cũng được đến 100 ly nhé. Lớn nhất là 100 ly. Lớn nhất là 100 ly. Bộ này là 2,1 triệu nhé. NT40. Đây. Đây là cái bộ nhỏ này. Bộ nhỏ này là làm cán lỗ 12 này. Cái lỗ này lỗ 12 nha. Nó cũng hai dao giống nhau nhé. Đây, nó có cái cán như này luôn. Đó, cái cán như này luôn. Cán 12. Cái này nó chỉ làm được lỗ đến phi lớn nhất là phi 90 thôi nhé. Phi 90. Này nó nhỏ hơn cái kia một xíu. Nhỏ hơn 90 thôi nhé. Làm được đến 90 thôi. Cái kia thì làm đến khoảng 100. Cái này chỉ làm được đến 90 thôi. Đó, cái bộ này thì 1 triệu 9 nhé. 1 triệu 9. 1 triệu 9 nó cũng như cái tương tự cái bộ kia luôn. Này là NT40. NT40. Tuxix cũng một vạch là 0.01 của Toyosaki này, của Japan nhé, hàng Nhật nhé. Hàng Nhật nhé. Hàng Nhật đó. Nó cũng như cái bộ kia thôi, nhưng mà nó xài là cán 12. Cán 12 thì mình mua cán 12 về mình sẵn mình gắn thôi. À, cái này không phải cán 12 rồi. Để em đo lại. Nó đo là không phải cán 12. Ồ, cán 14 nha các bác anh chị, không phải 12 nhé. Thông cảm nhé. Tí nữa lại lộn luôn, cán 14 nhé. Cán 14 phi 14 nhé. Vậy mình mua 16 về mình móc ra 10 tiện bớt đi thành 14 là mình xài nhé. Đó, cán 14 nha các bác anh chị. Thông cảm nhé. Em nhìn nhắm này đâu ra 12, 14 nhé. Hiện tại này em có hai đầu như này, hai cái đầu như này. Cán 12 thì em có hai bộ. Đó, hai bộ như này. 1 triệu 9 một bộ nhé, cán 12. Cán 16 thì em có 3 bộ. 3 bộ như này nhé, 3 bộ. Cán 16 có 3 bộ. Đó. 3 bộ. Bộ nào nó cũng có cái cán kèm theo này hết nhé, 3 bộ. Bộ này là 2 triệu 1 nhé, một bộ NT40 cho lỗ. Rồi. Đi ơi. Em có cái mã số 14 nhé, một cái cán tiện với 20 con chip nhé. C12. À, nẹp trung dung của Sumitomo, cán phi 32 dài 300. À, chip C12. À, bộ này là 1 triệu 1 nhé, kèm 20 con chip lướt. 20 con chip lướt như này. Em lấy tượng trưng thôi chứ 20 con giống nhau nhé. 20 con như này, lướt đẹp nhé. À, phi 32 nước xuyên tâm dài 300, bộ này là 1 triệu 1 nhé. Mã số 14. Hàng thì nói chung là có nó mới chỉ xài đó. Công ty với những công ty bên Nhật ở thanh lý là nó mới cũ thì nó thanh lý hết. Nó chưa xài nhưng mà nó vứt có bị chày méo mó này. Đó, nhưng mà không ảnh hưởng là mấy đâu. Bộ này là 1 triệu 1 nhé, cán 32 cả hai con chip. Em có cái mã số 15 nhé. Một cái mũi phay nhé, và một cái cán phay nhé. Cán phay này phi 16, cán chip 1135 nhé. Phi 16 dài 150. Cái đầu phay của nó là phi 17, còn cái cán là 16. Bộ này là 750, kèm hai hộp chip mới. Chuyên chạy thép và inox nhé. Chuyên phay thép inox. Phay thép và inox. Đây, cán của nó đây. Đây, cán của nó đây. Đó. Cán cái đầu này phay là 17 này, cái thân là 16. Bộ này là 750 nhé, bộ mới luôn nhé. Mã số 15 là 750. Mã số 16 là một hộp chip mới, một cái cán tiện 25 nhé, chip D15 Sumitomo, cán 25-25, cán Nhật nhé. Đây. Cán thì còn rất đẹp, hình như mới. Một hộp chip D15 nhé, chuyên nhẹ thép nhé. Cái này R04 chuyên nhẹ thép. À, hộp này là bộ này là 650 nhé, một cán kèm một hộp chip mới, một cán một hộp chip mới nhé, 650 Sumitomo một hộp chip mới nhé.
Còn cái mã số 17 nhé, mã số 17 là hai mũi phay nhé, hai mũi phay này là 320.000 nhé. Mũi số 1 mũi là 27.35 nhé, 27.5, 35 phi 27.5, hộp bọc của anh đầy đủ nhé. Hàng phải bắt thô nhé, me nó không được dài nhé, thì me nó tầm cắt được tầm 30 thôi. Hàng thì như mới nhé, như mới rất đẹp, như mới luôn. Cá này cá 25 đó, hàng rất đẹp. Đây, cái này là phi hàng này còn như mới luôn, phi 40 nhé, phi 40 nhưng mà nó đã mài xuống còn phi 40, hàng còn rất đẹp nhé, hàng còn rất đẹp, me rất sắc, đụng đứt tay ạ, còn rất sắc, như mới luôn, phi 40 nhé, đó, phi 40, me cắt của nó là 70, cán này cán 32 nhé, cán 32, bộ này là 320 nhé, đó, bộ này, hộp bảo quản đầy đủ 320, mã số 17, số cái mã 18 nhé, 4 mũi phay mới, 650, mã số 18, 650.000, phi 12, phi 10, phi 8, phi 6, hàng mới hết nhé, ba con này là chạy sau nhiệt này, chạy sau nhiệt này, ba con chạy sau nhiệt, thép đã xử lý nhiệt sẽ chạy được. À, nó chạy độ cứng khoảng 55 HRC đầu về thôi. 60 là nó chạy không nổi nhé, chạy không bền, chạy được nhưng mà không bền. Phi 6, 3, 4 cái mới này là 650.000, mã số 18. Rồi, hôm nay em giới thiệu cho cô bác anh chị được một số máy hàng vậy đó. Cô bác anh chị sướng gì, cần thiết gì thì có thể ủng hộ em nhé. Em đã giới thiệu cụ thể những chi tiết từng sản phẩm cho cô bác anh chị coi rồi. Cô bác cần gì thì có thể ủng hộ em nhé. Hôm nay em làm clip đến đây thôi. Em chào cô bác anh chị nhé. Chúc cô bác anh chị coi YouTube vui vẻ nhé. Chào cô bác anh chị.